Nào, giờ ăn miếng rồi. Mời mọi người xem một cái bữa ăn hôm nay. Ăn hạt. Xem mấy đứa chúng nó có nhịn được không? Khi mà chủ bắt chờ. Nhờ ba đứa trông đồ ăn. Trong khi bế còn mông cọc xuống tầng dưới. Xuống bên dưới lấy bù canxi nano nữa, bởi vì lọ ở bên trên hết rồi. Đây. Siro theo sau chủ, Villa cũng đi ra chờ. Nhưng mà bà bầu Melsi đói bụng quá cho nên là không nhịn được. Ăn luôn. Messi thì ăn đúng bát của Messi đấy. Villa thì thấy Messi ăn đây, đang cân nhắc. Thấy Messi ăn rồi cũng không thể nhịn được. Villa là không có định ăn trước đâu, nhưng mà nhìn thấy Messi ăn cho nên là ăn trước. Có Siro là đứng ở bên ngoài, Siro chờ chủ thôi. Cho nên là Siro không biết, chứ nếu Siro ở bên trong thì Siro cũng sẽ ăn, nhìn thấy mẹ và bà ăn thì Siro cũng ăn thôi. Ai cho hai mẹ con ăn vụng? Chưa được. Pila ăn rồi, cho nên là cứ cố ăn hết phần. Chưa đấy. Không. Thế khi ra đây sao nào? Đấy xuống lâu quá nên là hai mẹ con em đây ạ. Nào, yên lấy trò. Để lấy nước đã khô như này ăn sao được. Ngồi yên đấy. May mà nó cũng ăn đúng phần đấy chứ là mỗi Siro ngoan, Siro ra ngoài, Siro chờ hả? Ba đứa chúng nó hiểu nhá. Rockwell rất là thông minh. Nó hiểu luôn là mỗi đứa một phần. Con nào nó ăn phần của con đấy. Cái bát ở giữa không có con nào ăn đâu. Bát đấy là bát của Siro. Đéo xì nữa. Lạ nha. Chúng làm sao mà biết được mà ăn đúng phần nào. Messi ơi. Đúng rồi đấy, anh định để phần này cho Messi đó. Phần này là phần nhiều nhất này. Là Pila ơi. Nhưng mà không phải ăn theo kiểu như vậy. Không phải ăn theo kiểu như vậy. Bà bầu ở cái giai đoạn này thì cần cái lượng ăn nhiều hơn. Siro xích ra đây. Cho nên là tránh cái máy quay ra. Messi luôn được cho ăn nhiều hơn và Messi nhanh đói hơn. Đói thì không nhịn được. Và chúng nó phân biệt được phần nào nhiều, phần nào ít đi nhá. Messi ăn phần nhiều nhất. Bởi vì luôn cho Messi ăn phần nhiều nhất cho nên Messi tự biết cái phần nhiều nhất là phần dành cho Messi. Messi vào Messi ăn luôn. Pila thì sau khi lưỡng lự còn chưa kịp đổ nước vào đã ăn rồi, làm sao mà nó chẳng khô, nó chẳng khát. Nhìn thấy con ăn là không nhịn được thì thôi cũng ăn. Siro yên tâm đi, phần của Siro rất là nguyên. Gọi là có tinh thần đồng đội. Chỉ có Siro là ra Siro đây. Siro ăn đi. Đi theo chủ rồi chờ chủ lên. Cho nên là Siro không tham gia vào cái buổi vụng trộm mà ăn trước hôm nay. Đây. Đứa nào nó biết ăn phần của đứa đấy nó cũng không có ra ăn bát khác nhé. Khi mà chưa cho phép ăn mà đã nhào vào ăn kìa. Mọi người mà để ý Pila nhau vào Pila ăn hay là Messi nhau vào Messi ăn chỉ ăn đúng cái bát mà đang ăn dở thôi, không ăn vào cái bát giữa của Siro. Chúng nó tự biết mỗi con có một bát thôi. Ngày hôm nay là đi vắng một tí là
chúng nó đã tự động, chúng nó chưa được phép bảo trông mà chúng nó đã lao vào chúng nó ăn mỗi con một bát luôn. Nhưng mà làm sao nó cũng giỏi là nó Messi thì biết ăn vào cái bát mà cho nhiều nhất, bởi vì Messi đang bầu luôn cho Messi ăn nhiều nhất. Milan bát bên ngoài có mỗi Siro là chạy theo hóng chủ xuống dưới để chủ lên đón chủ, là không có tham gia vào cái việc gọi là ăn khi chưa được phép, mới chia ra để đấy thôi khi chưa có cho ăn. Cái mùa này thì cái thời tiết nó khô, mùa đông thu đông, cho nên là chó nó rất là lười uống nước. Thành ra là trong cái đồ ăn là mọi người nên cho nó, đừng cho nó ăn khô, cho nó ăn ướt một chút. Đây thì hôm nay chủ bận cho nên là hạt cho ăn hạt, nhưng mà nó cũng đã hơi bị ướt rồi. Mọi người thấy cái hạt nó nở ra đấy, nó nở ra một chút rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ nước đâu, phải cho thêm nước. Mà chưa kịp cho thêm nhiều thì Pila với lại Messi đã vượt rào chén trước rồi. Để tí xem lại video xem chắc là sẽ nào vừa ăn vừa ngó ra bên ngoài xem chủ có lên không. Đấy, bữa ăn thực ra mà cái phần ăn mà khi mà cho ăn hạt hay là ăn thịt xay thì nó đều giống nhau, con chó nó không phải nhai nhiều. Một bữa ăn nó chỉ có dài, thời gian ăn nó chỉ trong khoảng tầm 2 phút đến 3 phút thôi, chứ không có nhiều đâu. Và cho ăn bao nhiêu cũng hết. Mọi người thấy một cái bát to như thế nhưng mà nó ăn, kể cả là cho ăn nhiều bằng thêm cái phần đấy mà đầy một cái bát to đấy, hạt ăn cũng sẽ hết. Khi mà cho ăn có cái kỷ luật thì chó nó ăn rất là khỏe và ngon miệng. Hôm nay là anh chưa phạt Pila đâu nhá. Hôm nay là Pila là phải phạt đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Không phải là lần sau mà cứ thế lại tiếp tục đâu. Lần sau cứ tiếp tục chưa cho ăn bằng trông đã ăn rồi. Xung quanh quá đúng không? Không có ăn rồi, két nốt. Phải nước phải rửa bát. Thôi để sướng còn rộng còn lắm mồm này nó dài nhá.
xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là hai đứa dám là ăn bữa trước thì xuống ê mặt đi thiệt bảo trông mà trông là dám nhào vào bữa trước ê má. Như vậy ngày hôm nay là do nguyên nhân là do bà bầu đói quá, bà bầu không nhịn được, bà bầu ăn trước. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Sau đấy thì Pila ăn theo con. Siro. Sau khi cân nhắc thì cuối cùng cũng các bạn nên nhìn đây nè, không cưỡng lại được cái ba đứa ngồi đây. Siro. Ra đây ngồi xuống. Cần đói. Cần thèm. Nào, xích vào đây chỗ này cho đèn nó sáng. Ngồi xuống. Pila. Ngồi xuống. Không phải chui vào trong đấy. Pila ngồi vào giữa Siro với Nelsi đi. Pila. Ngồi đâu? Ngồi đây mà. Vào giữa. Chỗ nào? Thôi được rồi, ngồi đây Siro. Siro ngồi đây, ngồi sát mẹ. Siro ngồi xuống đi nè. Đứa nào cũng muốn gần máy quay. Ok. Xin chào mọi người. Nhìn đây nào. Hẹn gặp lại.